Phương Thanh thấy không cần thiết phải dính tới Lâm Khánh Chi. Chị Chanh thẳng thắn bày tỏ quan điểm khi ghi hình cho Taxi Show. Phương Thanh là khách mời đầu tiên của chương trình Taxi Show. Trong chương trình, khi Ngô Kiến Huy nhắc lại căng thẳng giữa Phương Thanh và Lâm Khánh Chi cách đây không lâu, Phương Thanh lập tức trả lời, người ta muốn vay tới mình là quyền của người ta, còn má có muốn vay tới người ta hay không là quyền của má, không phải mình sợ mà là không cần thiết. Trước đó, Lâm Khánh Chi kể lại chuyện Phương Thanh bỏ show của cô vào năm 2000. Sau đó, Phương Thanh cho rằng Lâm Khánh Chi chơi chiêu để PR tên tuổi. Ca sĩ chuyển giới liền đáp trả, đàn chị đã xúc phạm cộng đồng giới tính thứ ba. Phương Thanh cũng lên tiếng về phát ngôn gần đây của Thanh Lam. Khi nhận xét một bộ phận nghệ sĩ phía Nam hiện nay nổi tiếng nhanh nhờ truyền thông mà không thông qua đào tạo trường lớp. Theo Phương Thanh, do khác biệt về vùng miền, văn hóa ngôn ngữ, nên cách nói của Thanh Lam có thể sẽ hơi khó để chấp nhận. Phương Thanh khẳng định, chị rất yêu mến giọng hát của Thanh Lam và mong mọi người cũng không nên đẩy câu chuyện đi quá xa. Trong Taxi Show, Phương Thanh cũng nhắc về thời kỳ làn sóng xanh đỉnh cao của mình, tâm sự về thú chơi Facebook, chia sẻ về những ca khúc mình yêu thích và nhiều điều thú vị khác. Trong buổi ghi hình, Phương Thanh thoải mái ngồi ở vỉa hè ăn hủ tiếu gõ. Đây là hình ảnh quen thuộc với những người yêu mến nữ ca sĩ. Những năm 1990, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Phương Thanh cũng không ngại ngồi ăn uống ở bất kỳ hàng quán nào, dù nơi đó bình dân đến đâu. Phương Thanh còn mua đồ ăn vặt ở bên đường, tháp tùng chị còn có ca sĩ Ngô Kiến Huy và Hoàng Rapper. Vừa ăn họ vừa trò chuyện rôm rã, Ngô Kiến Huy gọi Phương Thanh là má, vì họ từng đóng vai má con trong bộ phim điện ảnh. Còn Hoàng Rapper thú nhận Phương Thanh chính là thần tượng của anh thời còn đi học. Đàm Vĩnh Hưng khoe căn hộ mới tậu ở quận 2. Căn hộ mới của giọng ca Say Tình mang tông màu kem trắng, thiết kế mang phong cách châu Âu. Đàm Vĩnh Hưng vừa tậu một căn hộ mới tọa lạc tại vị trí đắc địa, gần trung tâm quận 1. Căn hộ có không gian sống hiện đại và đẳng cấp. Mr. Đàm chọn căn hộ có thiết kế bán cổ điển, mang phong cách retro mà anh yêu thích, với tông màu chủ đạo là kem trắng. Phòng khách được trang trí bằng nhiều ô cửa theo đúng tiêu chí căn hộ hiện đại, thiên nhiên giao hòa tràn ngập nắng và gió. Phòng ngủ cũng được Đàm Vĩnh Hưng chăm chút tỉ mỉ. Nam ca sĩ tỏ ra rất hào hứng vì anh là một trong 155 vị khách hàng đầu tiên sở hữu căn hộ cao cấp tại New City, quận 2, khu đô thị Thủ Thiêm. Giọng ca vì anh là soái ca, ngắm nhìn cây cối, sông và thành phố từ trên cao. Anh chia sẻ không khí trên cao thoáng đãng, không gian yên bình giúp bản thân có cảm giác thư giãn sau một ngày làm việc hay trở về từ những chuyến lưu diễn dài ngày. Căn hộ của nam ca sĩ có tổng diện tích sử dụng khoảng 126m², đầy đủ không gian, chức năng như phòng ngủ, làm việc, chứa trang phục, phòng ăn. Cũng được bố trí liên hoàn, mang lại sự thoải mái và tiện nghi. Đàm Vĩnh Hưng tự tay sắp xếp đồ đạc, trang trí tranh ảnh và đồ lưu niệm. Phòng ăn có thiết kế sang trọng, rộng rãi, giúp nam ca sĩ có thể hẹn hò, tiếp đãi bạn bè những lúc rảnh rỗi. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, tôi cảm thấy rất thư thái với không gian sống, tiện ích xung quanh, đặc biệt, thiết kế các phòng trong căn hộ của tôi đều hợp lý, mang đến cảm giác thoải mái và dễ chịu. Trước ngày lên xe hoa, Lâm Khánh Chi bất ngờ treo status khiến ai cũng hoang mang. Mới đây, Lâm Khánh Chi bất ngờ chia sẻ trạng thái khó hiểu trước ngày lên xe hoa với chồng tương lai. Lâm Khánh Chi chia sẻ khoảnh khắc tạo dáng chụp hình gợi cảm. Không những thế, cô còn viết dòng trạng thái đầy tâm trạng. Vợ chồng ở với nhau là nợ, trả hết nợ thì sẽ ra đi. Sống ở đời đừng nên làm khổ nhau, để sau này mới biết mình đã sai thì quá muộn màng. Người ngu dại là người đánh mất đi những gì thuộc về mình đang có. Cuộc đời là bể khổ, tặng người phương xa, cố lên, cố lên. Nói về bạn trai hiện tại, Lâm Khánh Chi tiết lộ, chồng sắp cưới của cô là người Bắc, rất yêu thương và rất biết cách chiều chuộng vợ. Trước khi lên xe hoa với bạn trai hiện tại, Lâm Khánh Chi từng công khai chuyện tình với Nguyễn Cường, sinh năm 1988, kém Lâm Khánh Chi 11 tuổi. Anh là một người trẻ trung, đẹp trai, quê gốc Cần Thơ và từng tốt nghiệp trường cao đẳng tài chính kế toán thành phố Hồ Chí Minh. Bạn trai cũ Nguyễn Cường của Lâm Chí Khanh từng thẳng thắn cho hay chuyện chăn gói của cả hai rất tuyệt vời, thậm chí còn khá thú vị hơn thuở ban đầu. Cả hai làm chuyện ấy rất thường xuyên và đều đặn. Bên cạnh đó, hàng tháng Lâm Khánh Chi không dính ngày đèn đỏ như các chị em khác, nên bạn trai cô cảm thấy thoải mái và an tâm hơn.
Đầu những năm 2000, giọng ca Lâm Khánh Chi đi vào lòng công chúng qua loạt hit đình đám. Năm 2012, trong ngày giỗ tổ sân khấu, không ít người ngỡ ngàng khi thấy anh mang trong mình bộ dạng của một người con gái. Theo đó, để sống đúng với giới tính của mình, Lâm Khánh Chi đã kiên trì phẫu thuật suốt 3 năm liền, tiêu tốn khá nhiều tiền bạc và thời gian. Sau nhiều lần đổi nghệ danh và cái tên cuối cùng được cô lựa chọn chính là Lâm Khánh Chi, người đẹp chuyển giới dần hoàn thiện nhan sắc và ngoại hình để trông xinh đẹp và quyến rũ hơn. Song Hye Kyo đã bị nghi có bầu trong ngày cưới, nhìn xuống bụng quá bất ngờ. Cộng đồng người hâm mộ toàn châu Á đang sôi sục vì đám cưới thế kỷ hôm qua. Đám cưới thế kỷ của cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã diễn ra từ 4 giờ chiều theo giờ Hàn Quốc, 2 giờ Việt Nam tại khách sạn Sula, Seoul. Ngày cuối cùng của tháng 10, 2017, đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời của cặp nghệ sĩ hàng đầu K-pop. Khán giả toàn châu Á cảm thấy vô cùng háo hức, phấn khích với sự kiện được mong chờ nhất năm. Không phải nói người xem không ngừng suýt xoa khi chứng kiến màn xuất hiện lộng lẫy của cô dâu tháng 10. Song Hye Kyo diện váy cưới trễ sâu vùng cổ mang đến vẻ đẹp gợi cảm vừa phải. Tuy nhiên, một số dân mạng đã soi ra điểm bất thường, ấy chính là việc nữ diễn viên đã tăng cân trông thấy. Nghi án bầu bí nhanh chóng được đặt ra. Nếu đây là sự thật, thì cộng đồng người hâm mộ cảm thấy vô cùng mừng rỡ thay cho cặp đôi. Song Hye Kyo có dấu hiệu của sự tăng cân, dân mạng Việt đưa ra lời phỏng đoán. Cô dâu của em có bầu sao mập hơn nhiều thế này? Rõ là chị mập hơn. Béo vậy có bầu à? Hai khoảnh khắc được người chụp trong cùng một thời điểm. Gương mặt xinh đẹp của cô dâu. Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã chính thức nên duyên vợ chồng. Những sự cố để đời của những người nổi tiếng trên sóng truyền hình trực tiếp, dù là những sự cố ngoài ý muốn, thế nhưng đảm bảo những khoảnh khắc này sẽ là hình ảnh câu chuyện để đời trong con đường sự nghiệp của loạt nghệ sĩ biên tập viên này. Lan Khuê xuất hiện tại đêm chung kết Hoa hậu Đại Dương 2017. Lan Khuê vinh dự được ngồi ở ghế đầu với vai trò khán giả. Thế nhưng có lẽ đây cũng là một trong những sự cố để đời của người đẹp. Lan Khuê được giới thiệu, cô đứng dậy chào khán giả với nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhưng khi quay lưng ngồi xuống thì vô tình bị lọt ghế và ngã xuống sàn, khiến mọi người xung quanh vô cùng bất ngờ. Thế nhưng với bản lĩnh của một nghệ sĩ chuyên nghiệp, Lan Khuê nhanh chóng lấy lại bản lĩnh cũng như thần thái. Khi ngồi ở ghế nóng chương trình, sự cố này của cô nàng thực sự là chủ đề khiến người đẹp trở nên hot nhất đêm 28 tháng 10 vừa qua. Biên tập viên Hoài Anh, nổi tiếng là biên tập viên xinh đẹp của đài truyền hình, Hoài Anh có thể nói có kinh nghiệm vô cùng dày dặn trong sự nghiệp. Thế nhưng cô nàng cũng từng gặp phải những sự cố hy hữu trên sóng truyền hình trực tiếp. Ngày 23 tháng 11, 2016, khi đang dẫn chương trình cùng biên tập viên Hữu Bằng, khi anh đang đọc về việc thay đổi đầu số mã vùng điện thoại, nhưng vô tình đọc nhầm thông tin khiến Hoài Anh bật cười. Cũng đúng lúc này thì máy quay lại chuyển góc về phía cô, nên hình ảnh nữ biên tập viên xinh đẹp bật cười được lên sóng. Gặp sự cố là thế, nhưng với số đông khán giả lại cho rằng cô nàng vô cùng dễ thương và đáng yêu trong khoảnh khắc này. Vào ngày 21 tháng 7, 2014 trước đó, biên tập viên Hoài Anh dẫn chương trình thời sự 19 giờ đã gặp phải sự cố rơi hoa tai. Chiếc bông tai bỗng nhiên rơi trên bàn kính phát ra âm thanh khá lớn, khiến Hoài Anh bất ngờ cúi xuống nhìn theo. Tuy nhiên cô nàng vô cùng bình tĩnh và tiếp tục đọc các bản tin mà không biến chuyển thần sắc. MC Tuyết Vinh, ngày 22 tháng 11, cộng đồng mạng chia sẻ bức ảnh chụp MC Tuyết Vinh ngoáy mũi khi đang dẫn chương trình Người đưa tin 24 giờ cùng MC Phương Hiếu trên đài truyền hình Vĩnh Long. Dù đang tham gia một chương trình truyền hình trực tiếp, nhưng nữ MC vẫn vô tư ngoáy mũi khiến khán giả vô cùng bất ngờ trước hành động này của cô nàng. Á hậu Tú Anh, sau khi nói lời chào kết thúc chương trình, Tú Anh thoải mái nhún nhảy mà không ngờ rằng máy quay chưa đóng. Ngày 11 tháng 11, 2016, Á hậu Tú Anh xuất hiện trong chương trình Tầm Vóc Việt với vai trò MC. Và đây có lẽ là sự cố để đời mà người đẹp sẽ nhớ cho tới hết quãng đường sự nghiệp của mình sau này. Sau khi kết thúc lời chào chương trình, quảng cáo sẽ được dàn vào. Thế nhưng do lỗi kỹ thuật, phần quảng cáo chưa được phát mà hình ảnh tại trường quay sẽ vẫn được phát. Nhưng nào có biết điều đó, Tú Anh ngỡ rằng đã hoàn thành công việc và máy quay đã đóng.
Cô nàng cũng vô tư nhún nhảy. Toàn bộ khoảnh khắc đáng yêu đó của Tú Anh đã được phát sóng trên truyền hình, khiến nhiều người bất ngờ thích thú. Phóng viên Sĩ Khỏe, chắc các bạn sẽ không thể nào quên được sự cố việc bản tin chào buổi sáng ngày 25 tháng 7, 2014. Một phóng viên đã ném điện thoại ngoài mình xuống sàn gây ra âm thanh va đập khá lớn. Mọi người tại trường quay cũng như xem đài đều bị một phen hoảng hồn trước hành động của anh. Được biết hôm đó, phóng viên Sĩ Khỏe có cuộc trò chuyện về những ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 2 để lại. Thế nhưng khi đang trả lời phỏng vấn thì chiếc điện thoại của anh bất ngờ đổ chuông. Không ngần ngại, phóng viên Sĩ Khỏe rút điện thoại trong túi và ném ra xa. Sự cố này của anh được không ít báo chí nước ngoài chia sẻ. Hoàng Thùy Linh, lần tham gia bữa trưa vui vẻ vào đầu tháng 4, 2014. Hoàng Thùy Linh do nhảy quá sung đã vô tình bị bung bút áo trên sóng truyền hình. Khi phát hiện sự cố, Hoàng Thùy Linh lập tức tiết chế vũ đạo, di chuyển chậm lại và chỉnh sửa trang phục. Phía ekip cũng nhanh chóng điều chỉnh máy quay sao cho phù hợp để che giấu sự cố cho nữ ca sĩ. Biết rằng đây đều là những sự cố ngoài ý muốn, thế nhưng nó sẽ là những khoảnh khắc để đời dành cho mỗi nhân vật. Dù có là nghệ sĩ của làng giải trí hay là phóng viên, biên tập viên của đài truyền hình đi chăng nữa, thì câu chuyện trên sóng truyền hình của họ cũng trở thành sự cố không thể nào quên. Thí sinh Hoa hậu Đại Dương nói gì về việc bị ép đi tiếp trụ cởi trang phục? Người đẹp ăn ảnh của cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2017 thẳng thắn phủ nhận thông tin, ban tổ chức bắt ép thí sinh phải đi tiếp trụ cởi trang phục. Trước những lời tố ban tổ chức, Hoa hậu Đại Dương 2017 bắt thí sinh tiếp trụ cởi đồ trang phục trước mặt bác sĩ nam gây hoang mang dư luận. Chúng tôi đã liên lạc với người trong cuộc để tìm hiểu thật hư. Nguyễn Thanh Tú, thí sinh đoạt giải người đẹp ăn ảnh tại Hoa hậu Đại Dương 2017 đã lên tiếng phủ nhận thông tin việc ban tổ chức dàn xếp kết quả cũng như tính cách của tân Hoa hậu Đại Dương 2017 Lê Âu Ngân Anh. Thanh Tú cho biết cảm thấy kết quả của Hoa hậu Đại Dương 2017 không hề có sự sắp xếp. Cô tin vào những gì ban tổ chức cũng như ban giám khảo lựa chọn. Thực sự tôi không biết chuyện mua giải trong cuộc thi như thế nào, nhưng trước giờ tôi thấy cuộc thi nhan sắc nào cũng vấp phải những ý kiến trái chiều. Và ví dụ điển hình là Hoa hậu Hoàng Vũ Phạm Hương, một người tài sắc vẹn toàn nhưng vẫn bị một số lời đồn thoại không hay xung quanh vấn đề mua giải. Cho nên trong cuộc thi Hoa hậu Đại Dương, chị Ngân Anh bị những lời đồn đó là không thể tránh khỏi. Nhưng thực sự không một ai có bằng chứng cụ thể và bản thân tôi cũng không chứng kiến về việc mua giải. Nên tôi xin phép không có câu trả lời chính xác. Trong suốt thời gian qua, tôi cũng như tất cả các bạn khác chỉ biết tập luyện và trao đổi kiến thức khi cuộc thi diễn ra. Bên cạnh đó, con gái của diễn viên Kiều Trinh còn nhận xét tân Hoa hậu Đại Dương là người thân thiện vui vẻ, chứ không khó gần như thông tin đang đồn thổi. Trong suốt khoảng thời gian đi thi, tôi có chơi cùng chị Ngân Anh. Bản thân tôi cảm thấy Ngân Anh rất dễ thương và hòa đồng. Có những lúc tôi đi cắt quốc không được tốt, Ngân Anh cũng góp ý giúp đỡ tôi, chỉnh giúp tôi từng dáng đi, nên tôi cảm thấy ý kiến Ngân Anh khó gần là không đúng. Chúng tôi vẫn đi chơi chung, nói chuyện với nhau vui vẻ bình thường. Khi được hỏi về vấn đề tân Hoa hậu phẫu thuật thẩm mỹ, Thanh Tú cho biết nhan sắc thật sự của Ngân Anh không đến mức như những gì hình ảnh báo chí đăng tải. Còn về vấn đề nhan sắc của chị Ngân Anh, thực sự khi tiếp xúc từ vòng sơ tuyển và đến ngày chung kết, thì thực sự không đến nỗi như đêm chung kết. Tôi không biết chị ấy bị như thế nào, hoặc có thể là do góc máy chụp lại có những bức hình không đẹp như vậy. Đặc biệt mới đây, một người có sự gắn bó sát sao với Hoa hậu Đại Dương 2017 cũng đăng đàn tố ban tổ chức cuộc thi đối xử tệ bạc với thí sinh, làm việc cẩu thả vô trách nhiệm. Người này còn gây sốc khi cho biết các thí sinh tham gia Hoa hậu Đại Dương 2017 thậm chí bị ép tiếp rượu, cởi đồ để bác sĩ nam khám tại vòng, nhưng trắc học. Về vấn đề này, Thanh Tú cũng thẳng thắn chia sẻ: tôi không thể tưởng tượng tại sao lại có những tin đồn là đi khách hay tiếp rượu này nọ. Không ai ép mình làm những điều mình không muốn, vì tất cả các bạn thí sinh đã trên 18 tuổi, đủ biết nhận thức và tự quyết định những điều mình làm. Không ai ép các bạn một điều gì cả ngoại trừ các bạn muốn làm điều đó, vì các bạn đã lớn và tự quyết định. Trong những buổi tiệc bản thân tôi có mặt ở đó, tôi không hề thấy trường hợp các bạn hay bản thân tôi bị ép mời rượu ai cả. Các bạn ngồi ăn buffet với nhau, tôi không hiểu tại sao có những thông tin kỳ cục đến như vậy. Thanh Tú là con gái của diễn viên Kiều Trinh. Ngay từ những ngày đầu của cuộc thi được đánh giá là thí sinh tiềm năng, nhưng chỉ lọt top 15.